Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Trên màn hình, các bạn có thể thấy là iPhone mình đang không khả dụng. Vậy thì, làm cách nào để chúng ta có thể khôi phục cài đặt gốc iPhone hoặc thậm chí là xóa mật khẩu iPhone? Thì hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng một cái phần mềm có tên là Yoice iPad Code Unlocker. Phần mềm này đến từ nhà phát triển Yoice và mình cũng cảm ơn nhà phát triển Yoice đã hỗ trợ mình để làm cái video này hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Yoice iPad Code Unlocker để mở khóa iPhone khi các bạn vô tình quên mật khẩu hoặc là người thân mình vô tình bấm sai mật khẩu làm cho iPhone không khả dụng. Thì đầu tiên mình xin giới thiệu sơ qua về cái phần mềm Yoice iPad Code Unlocker này. Thì cái phần mềm iPad Code Unlocker của Yoice có thể là mở khóa 4 loại mật mã iPhone, tắt thời gian sử dụng thiết bị, xóa Apple ID hoặc là hỗ trợ bỏ qua MDM trên iPhone, iPad, và nó tương thích với tất cả iOS, iPadOS, iPhone và iPad mới nhất. Thì ở đây các bạn có thể bấm vô tải về dùng thử hoặc là các bạn có thể bấm vào mua ủng hộ nhà phát triển Yoice. Yoice đang có chương trình giảm giá 30%. Ở đây mình sẽ bấm vô dùng thử để tải về. Rồi, sau khi mình tải về xong thì đây là giao diện chính của phần mềm. Giao diện chính của phần mềm có 4 chức năng. Thứ nhất là mở khóa ID Apple, thứ hai là mở khóa màn hình, thứ ba là mở khóa thời gian sử dụng và thứ năm là xóa MDM. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng phần mềm Yoice iPad Code Unlocker này để mở khóa màn hình iPhone bằng cách chúng ta sẽ bấm vào Unlock iOS Surround. Các bạn bấm vào và sau đó các bạn kết nối cáp với lại iPhone. Rồi, sau khi mình kết nối cáp với iPhone xong rồi thì mình bấm Start. Sau khi mình bấm Start thì ở đây phần mềm hướng dẫn cho mình đưa iPhone về chế độ DFU. Ở đây là từ iPhone 8, ở mục này là từ iPhone 8 trở lên thì các bạn làm theo hướng dẫn. Bên đây là từ iPhone 7 đến iPhone 7 Plus và ở bên đây là cái phần model khác. Ở đây mình là sử dụng các iPhone 6s Plus cho nên là mình sử dụng là model khác nha. Mình làm theo hướng dẫn là mình nhấn đồng thời nút Home và nút nguồn. Nhấn giữ cho tới khi nào màn hình chuyển sang màu đen, rồi sau đó mình sẽ buông nút nguồn ra và vẫn giữ nút Home nha các bạn. Nhấn giữ tới khi nào mà phần mềm nó hiển thị cái nút màu xanh ở đây. Đây các bạn có thể thấy phần mềm hiển thị cái nút màu xanh để chúng ta bấm tiếp tục, thì các bạn bấm vô tiếp tục. Rồi, sau khi các bạn bấm vô tiếp tục thì ở đây phần mềm sẽ download firmware về. À, một lưu ý nhỏ nhỏ cho các bạn nữa là các bạn phải nhớ được ID Apple của mình. Và sau khi các bạn mở khóa màn hình iPhone thì dữ liệu của các bạn sẽ bị xóa hết và iPhone sẽ update lên phiên bản mới nhất nha các bạn. Ở đây mình sẽ tiến hành bấm download. Rồi, công việc của chúng ta là ngồi đợi thôi. Sau khi phần mềm đã tải xong thì các bạn chỉ việc ấn vào nút Unlock. Ở đây mình sẽ bấm vào nút Unlock là nút mở khóa đó các bạn. Ở đây phần mềm sẽ cảnh báo chúng ta là sử dụng phần mềm Yoice iPad Code Unlocker sẽ xóa đi cái mật khẩu màn hình và sẽ xóa tất cả dữ liệu của các bạn. Thì ở đây chúng ta sẽ bấm Yes. Rồi, công việc của chúng ta là ngồi đợi thôi các bạn. Rồi, vậy là sau khi phần mềm chạy xong các bạn là mình chỉ việc bấm Done thôi. Và bây giờ mình chỉ việc đợi iPhone lên nguồn thôi các bạn. Rồi, vậy là sau khi iPhone lên nguồn các bạn có thể thấy ở đây có một dòng chữ là iPhone bị
khóa bởi chủ sở hữu nhưng mà mình đã truy cập được vào trong màn hình khóa đó các bạn. Các bạn chỉ việc thiết lập như bình thường và nhập cái ID Apple của các bạn vô nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem đến hết video. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.